Ok anh em, chào mừng anh em quay trở lại với vlog mới nhất của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em nào mà mới mua xe mà chưa biết cách để tháo dàn áo của chiếc Raider hay chiếc Hitachi SP ra, thì mình hướng dẫn dạng theo cách dễ nhất cho anh em dễ hiểu. Đó, thì đầu tiên anh em muốn tháo được cái dàn áo của chiếc xe này thì anh em tháo từ ngoài trước ra ngoài sau cho anh em đó, thử bẩn ra ngoài sau bụng. Thì bây giờ mình quay cho anh em mấy vị trí ốc nè. Ốc là ở đây nè, nó có một con ốc nhấn, đây con ốc đang sắn. Ở đây một con ốc nhấn nữa. Còn phần dưới đây thì nó sẽ có hai con ốc lớn, con ốc đây. Và ở đây. Cái nước nó sẽ có một con nằm ở đây. Dưới mỗi cây một con, dạ, ở dưới cùng một con anh em chầm tay dưới anh em gọi anh em thấy là nó ở bên dưới đó là một con ốc nhấn. Đó thì bây giờ mình tháo ra hết rồi. Sau khi mà tháo ra hết ốc thì anh em lúc lắc như nè. Cho mấy cái khớp bên kia nó dợp ra nó dễ tháo hơn. Rồi đầu tiên là mình nhóm cái phần cái bát này lên nè, anh em thấy không, nó nằm âm dưới nè. Đó. Anh em nhóm nó lên bằng cách đó là anh em dùng hai tay để đây nè, đẩy lên. Nếu còn giờ mình do mình tay quay phim mà nên giờ mình còn có con tay à. Đó, giờ mình dùng cái vít nè. Một tay thôi. Đó, anh em thấy không? Giờ là mình lấy lên được rồi nè. Còn ở đây, anh em vuốt nó xuống. Đó. Anh em thấy cái ngàm không? Vuốt xuống gì nè. Vuốt xuống, đó là giờ lấy ra được rồi. Rồi, ở đây sẽ có một cái hai cái khớp. Ở đây hai cái khớp nó sọc ngang vậy nè anh em. Rồi mình giật xuống ha. Đó, anh em thấy không? Mình làm có một tay gì hết thôi á. Đó, giờ lúc này là cái bẩn mình nó rời ra nè. Rồi bên đây cũng vậy luôn nha anh em, mình mới vừa tháo hết mang ốc ra rồi. Đó, mình làm một tay luôn cho anh em biết là nó đơn giản cỡ nào. Đó, anh em luôn nhớ là anh em khi anh em tháo ốc ra anh em lắc nhẹ nó vậy nè. Đó, để cho nó mấy cái chỗ mấy khớp này nè, nó hơi lơ rời ra đó, nó dễ đẩy lên hơn. Đó, bên đây là mình làm một tay luôn nè. Đó, mình quay phim bên tay phải ha, quay tay trái nè, đó anh em thấy không? Anh em nhớ nha, cái ngàm này nó nằm âm đây nè, là anh em giật cỡ nào giật nó cũng không có ra đâu. Nhiều khi mình giật mạnh nó gãy luôn á. Đó, anh em nhớ, bật này ra gọi là mọi thứ nó rất là đơn giản. Tay trái nè, để mạnh đây nè. Đó. Rồi, ở đây, anh em nhớ nha, vuốt xuống. Vuốt theo chiều từ trên đây vuốt xuống. Nó đè đây nè, đè ngay mạnh như đây nè. Đó. Đó, nó ra rất là dễ luôn. Rồi lúc này thì ở đây sẽ còn hai cái ngàm nó ghim vô trong các phần thân sau. Đó, thì anh em nhìn đây nè, giật nó đi xuống ha, theo cái chiều của dọc theo cái dàn áo nè. Đó, nói chung là mình giật cứ dạng tay đi, nó không có gãy được. Nếu mình giật đúng chiều nó sẽ không bao giờ gãy được, cho nên mình giật nghịch chiều là nó sẽ gãy. Đó, giờ nó rời ra. Ở đây thì nó có một cái cọng dây ống thông hơi nè. Rồi bây giờ tới cái phần thân sau thì nó còn đơn giản hơn nữa. Anh em tháo cái hai cản ra. Tháo hai ốc cản ra. Là ốc này là cái đầu lấy anh em lấy cái điếu 12 đúng không? Rồi. Ở cái chỗ cái thân giờ mình xăng này nó có một con ốc nhấn. Nè, nó như bên đây nè. Đó là anh em tháo ốc nhấn nó ra. Rồi ở đây bên đây nè, cũng có một con ốc nhấn nữa nè. Đó, là giá chỉ có hai con ốc thôi. Rồi sau khi mà tháo hết ốc rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách giật cái phần thân sau ra nè. Nếu mà anh em còn xài cái hộp gió zin á thì bên đây nó sẽ có một cái phần cái nắp màu đen á, anh em nhìn thấy không? Đó, cái phần cái nắp màu đen nó dính liền với đây nè. Anh em nhìn trên xe anh em á. Đó, thì ở đây nó sẽ có một cái chốt ghim cài cao su. Đó, anh em thò tay vô trong cái phần cái nắp màu đen đó, anh em bật lấy nó ra. Lấy nó ra nó rất là dễ luôn. Thò vô như nè. Rồi, ở đây mình em bật cái tay gật ra là nó ra được cái ngàm đó. Rồi lúc này thì nó đơn giản rồi, nó chỉ còn mấy cái ngàm nằm trong đây thôi. Đó thì bằng cách đó là anh em dịnh vô tay vô đây nè. Dịnh cái tay vô đây ha. Mình giật nó ngược về trước. Nè. Đó. Khi anh em giật về trước rồi là tự nhiên nó sẽ bật ra luôn à. Đó, lúc này thì nó chỉ còn dính mấy cái ngàm ở đây. Đó, cái ngàm nhựa của cái yếm này nè. Đó thì anh em dịnh nó dưới đây, cầm dưới đây ha.
giật lên, giật ra sao ngược chiều lại với cái nãy. Hồi nãy là mình từ cổng đây mình giữ giật ra trước, giờ mình dịnh vô đây mình giật ra sao đó. Đó nó có mấy cái ngàm anh em thấy không, rất là đơn giản luôn, mình làm có một tay thôi, một tay mình quay phim. Còn nếu mà anh em thao tác hai tay thì nó còn dễ và nhanh hơn nữa. Rồi tiếp tục tới bên đây, ốc nhấn á, mình quên chỉ anh em, nếu anh em mà chưa biết cách tháo, hồi xưa giờ chưa chơi xe, chưa có tự làm gì bao giờ thì anh em ốc nhấn anh em lấy cái chích nhỏ hay cái gì rồi nhọn nhọn nè, anh em đó ấn vô rồi xong rồi đẩy cái chân ốc đi ra, đó là lấy được con ốc ra nè. Đó anh em ấn vô ha, ấn vô. Nói chung là mình làm một tay nên nó hơi khó khăn xíu nha nè. Rồi tương bắt đầu tương tự lại như nãy, anh em cầm cái tay vô đây nè, giật nó một cái lực từ ngoài sau gần trước đó. Đó anh em giật tự nhiên là được, mấy cái ngạm đây tự động nó sẽ rời ra liền. Rồi cầm đây, cầm trên đây cũng được đó, nhưng mà tại mình hướng dẫn cho anh em mày cầm dưới đây cho nó dễ thôi đó. Đẩy ra làm sao đó ra ha, rất là dễ luôn, anh em đừng có sợ gãy. Nói chung là cái xe này nó thiết kế tháo ra rất là dễ luôn. Nếu mà mình làm mà hai tay mà thao tác nhanh này, trong vòng mấy phút là có thể dàn áo này là rời ra hết luôn, ngay cả cái này luôn. Rồi tiếp tục tới tháo cái ếm này ra, thì cái ếm này nó sẽ có một con ốc nằm trong cái cốp ngay đây nè. Nếu mà xe zin của anh em thì có ốc ba ke đó, cái này hai con ốc đầu 10 đây nè. Nè, em tháo ra ha. Rồi sau khi mà tháo được ba ốc, một con trong cấp giữa và hai con ốc đầu 10 hai bên, thì anh em cầm vô trong cái phần cấp nè, đó, anh em đưa tay vô đây nè, nó mạnh lên, đó, là nó rời ra. Đó, thao tác bằng một tay thôi là có thể làm được rồi. Rồi lúc này là anh em có thể rửa thoải mái rồi đó. Nhưng mà mình thì cũng rửa như anh em thôi nên mình sẽ không có quay cái phần công đoạn rửa, mình cũng không phải là dân rửa mà full xe chuyên nghiệp gì hết, mình cũng rửa bình thường thôi, chỗ nào dơ mình rửa mình lau thôi. Nên mình nhắc với anh em là mấy chỗ mà dây điện này kìa, anh em hạn chế cho nước nó vô ha, mình lấy đồ mình bịch lại kỹ càng rồi mình mới sạch. Rồi sau khi rửa mà full xe xong á, mình nhớ phải nắng cho nó thật là khô ha, rồi nhiều khi dây điện của mình đó, nó bị ướt rồi kia là nó chạm mạch rồi này kia nữa đó, mình sạch đồ cho nó thật là khô. Rồi nói chung là cái xe này cả năm trời mình chưa bao giờ rời, chưa có tháo ra rửa nên bây giờ nó rất là dơ, rất là bụi. Cái chỗ này bị sét này kia mình sẽ xịt rửa bẫy này kia vô cho nó không có sét lan này nữa. Rồi đó là cái quá trình tháo cái dàn áo theo cách đơn giản nhất, ai cũng phải tự làm. Rồi tạm biệt anh em ha. Nếu anh em thấy hữu ích đó, thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.